Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 8 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay một cái bến cảng rất lịch sử, ở nơi trước đây là biên giới giữa Đông và Tây nước Đức, và sau khi thể chế cộng sản sụp đổ thì đây trở thành một nơi rất hòa bình và người dân là đi dạo chơi, cũng như có những người có thể đến cái câu cá một cách rất thoải mái và ngay giữa thủ đô Berlin. Và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta đang xảy ra một cái sự kiện rất quan trọng, và thậm chí có thể nói là bản lề của quan hệ Việt Nam và Trung Quốc và Việt Nam với thế giới. Đó là việc Trung Quốc đã bắt đầu đi cướp biển đảo của Việt Nam. Còn Việt Nam thì phải tìm mọi cách để vận động các nước xung quanh để có sự ủng hộ từ Lào, từ Campuchia, từ Mỹ và từ nhiều nước khác nhau. Và điều này dường như đang được thực hiện một cách rất nhanh và quyết liệt ở trong nước. Với việc, và chúng ta thấy rất hình ảnh rất cụ thể là đây là hình ảnh của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã lập tức sang Campuchia gặp Thủ tướng Hun Sen để nói rằng là Việt Nam luôn dành nguồn lực thích đáng để hỗ trợ Campuchia. Và đây là các bạn có thể xem hình ảnh của những cái hình các cuộc viếng thăm của các lãnh đạo ở trong nước đã đi, và trong đó cụ thể là ông Phạm Bình Minh. Và sở dĩ tại sao lại có cái cuộc viếng thăm này, vì nó rất quan trọng ở chỗ là hiện nay như các bạn đã biết thì Trung Quốc là một cái nơi mà đang đầu tư cũng khá nhiều tại Campuchia. Và tại Campuchia thì lần này để tránh trường hợp xảy ra như năm 1979 khi Campuchia đưa quân sang để gây rối ở một số tỉnh biên giới của phía Tây Nam Việt Nam, chính vì vậy mà dẫn đến cái việc mà Việt Nam buộc phải đưa quân vào để giải phóng Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Và Việt Nam đương nhiên sau đó cũng bị quốc tế lên án rất nhiều và phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong thời gian đó. Nhưng hiện nay thì Campuchia lại tiếp tục có những cái động thái dường như là ủng hộ Trung Quốc rất nhiều trong những cái việc mà của Việt Nam đấu tranh phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Và cái điều mà Việt Nam cần phải làm ngay đó là việc tìm mọi cách để yêu cầu Campuchia cũng như giúp đỡ hỗ trợ Campuchia để nước bạn này có thể ủng hộ Việt Nam ở một mức nào đó. Và theo một nguồn tin tình báo của Mỹ đã cho biết trước đó thì Trung Quốc đã có một hiệp định bí mật thuê một cái phần quân cảng của Campuchia để áp sát biên giới Tây Nam, và ở đây họ sẽ xây dựng cả những cái sân bay với đường băng dài trên 3.000 mét và đủ sức tiếp nhận máy bay chiến đấu, máy bay ném bom của Trung Quốc. Và các bạn cũng thấy những hình ảnh mà chiếc máy bay ném bom của họ đã bắt đầu bay ra khu vực Hoàng Sa, Trường Sa cũng như bãi Tư Chính trong thời gian vừa qua. Đây là chiếc H-6 của Trung Quốc và được ví như chiếc B-52 của Mỹ, nhưng động cơ của Nga cho nên khá nặng nề và không bay được xa, nhưng nó vẫn có đem lại cái sự nguy hiểm rất lớn, bởi vì với tầm bay của nó là 1.500 km nếu không được tiếp dầu, và nếu có những cái hậu cần tốt khi được tiếp dầu trên không có thể bay được hơn 5.000 km thì nó có thể mang đến rất nhiều tên lửa hành trình cũng như là bom, và có thể tấn công một cách rất nhanh vào các quần đảo của Việt Nam cũng như các nhà giàn của Việt Nam đang chiếm giữ, và điều đó gây nguy hiểm cho cả những tàu của Việt Nam khi mà tuần tra xung quanh những khu vực đó. Và cái bài báo mà ngày hôm nay các bạn cũng có thể tham khảo ngay lập tức của bài báo trên Ấn Độ ghi rất rõ vào ngày 21 tháng 8 là tàu thăm dò Hải Dương 8 xuất cảnh cảng lần thứ 2 khi xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ hôm 13 tháng 8. Và tàu cộ này có đi theo cộ nó cũng có 6 tàu hải cảnh, 10 tàu đánh cá, 2 tàu dịch vụ cùng máy bay phản lực ném bom H-6 và các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũng được ghi nhận. Thì đây là nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra mà báo chí Ấn Độ đã đăng, và các bạn có thể truy cập trang của báo VinOn này để có thể xem những thông tin xác thực mà phía Ấn Độ đã đưa ra, và thông tin này chính là được phía Việt Nam cung cấp cho Ấn Độ trong cái việc mà đấu tranh với Trung Quốc chống cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo ở bãi Tư Chính của Việt Nam. Và có lẽ cảm thấy rất nguy hiểm vì cái việc mà Campuchia là có thể cho thuê những quân cảng như thế này. Đây các bạn thấy những bài báo ở quốc tế, trước khi đó quốc tế đã đăng rất kỹ, và sau đó những bài báo trong nước cũng bắt đầu đăng là Campuchia âm thầm cho Trung Quốc dùng căn cứ hải quân trong 30 năm. Đây là một câu hỏi mà tờ báo Tuổi Trẻ đã đăng trong thời gian vừa qua. Và cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy đây là hình ảnh của cái hãng ảnh Khmer Time đã đăng về cái quân cảng ở Campuchia này, và nơi này được cho rằng là Trung Quốc đã có một hiệp ước bí mật để thuê lại quân cảng này, và nó áp sát rất gần ở phía thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cái tỉnh phía Nam, và từ đây thì những chiếc máy bay hoặc là những chiếc tàu chiến của Trung Quốc có thể ra vào một cách rất thoải mái, và nó gây nguy hiểm khi mà Việt Nam và Trung Quốc có những cái căng thẳng về quân sự với nhau. Và điều đó và
Chính vì vậy mà ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có lẽ đã buộc phải sang Campuchia rất gấp và hứa thuyết phục Campuchia và hứa cho tiền để Trung Quốc không thuê cái căn cứ quân sự này nữa. Và đấy là một cách vận động hành lang mà ông Phạm Bình Minh đang rất cố gắng, tức là về mặt mọi mặt, về nỗ lực ngoại giao trừ quân sự ra thì ông ta vẫn có những cái nhận định và có những cách làm phải nói rằng trong cái thời điểm này là rất cần thiết mà Việt Nam cần phải quan tâm. Và thêm một cái thông tin nữa mà các bạn có thể nhớ lại, vào năm 2016, chính Campuchia đã ra mặt ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Khi mà các bạn xem tại cái hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào năm 2016 ở đây, thì là Campuchia đã nói rất rõ về cái việc với Việt Nam và một số nước khác là không ủng hộ những cái đàm phán đa phương, mà họ chỉ có thể đưa ra những cái ủng hộ về song phương, tức là Campuchia nói rằng là Việt Nam đi đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, và điều đó sẽ gây rất bất lợi cho Việt Nam, bởi vì đi qua cái khu vực đó là gồm có nhiều nước khác nhau, và cũng như là cái lãnh thổ và lãnh hải của những nhiều nước chồng lấn với nhau ở khu vực đó. Cho nên nếu mà đàm phán như vậy thì Việt Nam chắc chắn là sẽ gặp nhiều bất lợi trong cái việc mà đấu tranh với Trung Quốc thời gian tới. Và gần đây, giữa căng thẳng với Trung Quốc thì Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Lào hôm 9 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội. Có lẽ đây cũng sẽ là trong cái cuộc tiếp này cũng sẽ đề cập đến việc hỗ trợ tương tự như là với Campuchia, tức là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông trong nước và quốc tế là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bonhang Phorchit hôm 9 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội. Đây là hình ảnh rất hiếm hoi, và ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù đang ốm nặng nhưng vẫn cố gắng xuất hiện để tiếp ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, vì Lào hiện nay cũng khá quan trọng với Việt Nam khi mà Trung Quốc luôn luôn liên tục tìm cách lôi kéo Lào vào phía mình với những cái đầu tư rất lớn, thì Việt Nam bắt buộc phải có những cái động thái tương tự như vậy. Và cũng trong tháng 2 vừa qua thì khi sang Lào, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải đến thăm một cái công trình xây nhà Quốc hội để tặng Lào. Cái công trình này trị giá 100 triệu USD. Đấy các bạn nhìn xem. Đây là bài báo trong nước mà các bạn có thể tìm hiểu, là Việt Nam xây tặng Quốc hội Lào trị giá khoảng 100 triệu USD. Đây là và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể cũng xem ở trên những báo trong nước cũng như quốc tế để biết về cái số tiền mà Việt Nam phải bỏ ra để tặng chính phủ Lào, tặng nhân dân Lào để xây nhà Quốc hội, nguyên một cái nhà Quốc hội trị giá 100 triệu USD. Đấy, thì cái sự khó khăn và phức tạp như thế nào trong thời gian vừa qua. Và không, đương nhiên là Trung Quốc không phải là không đầu tư, mà ngược lại họ đầu tư rất lớn và lớn hàng đầu tại Lào. Cụ thể nhất là các bạn có thể xem những cái dự án của Trung Quốc trị giá rất lớn. Và đây là bài báo đã ghi rất rõ là dự án 7 tỷ USD này, tức là Trung Quốc sắp làm xong đường sắt cao tốc 7 tỷ đô la, Lào có đủ tiền trả không? Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Và dự án 7 tỷ USD này một phần trong sáng kiến vành đai và con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra nhằm tái hiện lại con đường tơ lụa trải dài từ Trung Quốc đến châu Phi và châu Âu. Trung Quốc tài trợ 70% số tiền làm dự án, 30% còn lại trả bằng tiền vay thông qua các tổ chức tài chính Trung Quốc. Như vậy các bạn thấy dự án trị giá 7 tỷ USD mà Trung Quốc thì đã tài trợ 70% rồi, thì rất lớn, nhiều tỷ đô rồi. Và 30% là Lào vay mà thôi. Thì điều này là thực sự, và Trung Quốc là một cái nhà đầu tư rất lớn và có cái cán cân thương mại cũng như là có tiếng nói, và trọng lượng của Trung Quốc ở Lào hiện nay rất lớn. Và chính vì để cân bằng, tìm mọi cách để cân bằng và đưa Lào trở lại với cả những cái quan hệ với Việt Nam, thì ông Tổng Bí thư cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam đang tìm mọi cách để lôi kéo Lào quay trở lại với Việt Nam. Nhưng điều đấy thực sự là rất khó, bởi vì khi mà Lào đã được nhận được cái sự đầu tư rất lớn của Trung Quốc, và các bạn biết nước Lào là một đất nước cũng là theo Đảng Cộng sản, và ở đó thì tình trạng tham nhũng, hối lộ thì cực kỳ nhiều và lớn. Và khi mà tham nhũng nhiều thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ sẵn sàng mua chuộc các quan chức của Lào để có thể ký kết những hợp đồng có lợi cho họ, và họ sẵn sàng mua bằng rất nhiều tiền. Thì đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải biết. Và với 100 triệu USD để Việt Nam ủng hộ Lào, tức là xây dựng cho Lào một cái nhà quốc hội, thì vài tỷ đô la lập tức Trung Quốc đã tung ra để làm cái con đường sắt rất lớn ở đó, và nằm trong cái chiến dịch vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình. Thì đấy là cái việc mà Trung Quốc vẫn đang tiến hành và chúng ta cần phải xem xét trong thời gian tới.
Cũng trong thời gian này thì người dân Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn qua những cái lũ lụt từ khắp nơi. Nhưng những cái đồng tiền thuế do người dân đóng góp thì vẫn phải đem đi cho hoặc là biếu các nước xung quanh để Việt Nam được yên. Nhưng mà điều này cũng có thể nói rằng là có thể, có lẽ rằng cũng là để cho Đảng Cộng sản được tiếp tục tồn tại trong thời gian tới hay sao. Thì đấy là cái điều mà rất đáng suy ngẫm, bởi vì mỗi đồng tiền, mỗi US dollar của Việt Nam làm ra đều là do những người dân đóng góp, để cho 90 triệu người dân đóng góp. Vậy thì cái đồng tiền đó khi chi tiêu và đem cho, đem tặng thì chính phủ Việt Nam cần phải suy nghĩ rất cẩn thận, bởi vì thậm chí có thể nó sẽ mất không, mà phản ứng cái đem lại cái hiệu quả thì rất là không đáng kể. Và để cho cái việc này không thể tái diễn khi đất nước Việt Nam tới đây sẽ có dân chủ, người dân được tự do và tự quyết định tương lai của mình, thì những cái thông tin và những cái yêu cầu của người dân cần phải được tôn trọng. Và chắc chắn rằng là khi Việt Nam không còn con đường nào khác, phải liên minh với Mỹ, với châu Âu, với quốc tế và các nước văn minh để chống lại Trung Quốc, thì những cái điều luật, luật lệ cũng như những cái quan điểm và những người lãnh đạo cũ của Việt Nam chắc chắn sẽ phải thay đổi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày hôm nay thứ 6, ngày 23 tháng 8 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy chia sẻ video này cũng như là để lại những bình luận và những yêu cầu của mình để chúng tôi có thể phục vụ các bạn những cái thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.